Đã bao giờ bạn tự hỏi mình đã tìm ra con đường đúng đắn, tìm được niềm đam mê, để rồi tự hào vì đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho quê hương, đất nước Việt Nam? Bạn đã từng nghe hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình ta đang đi. Trên hành trình đó, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thất bại hay thành công, cũng sẽ giúp ta trưởng thành mạnh mẽ hơn. Và có một thương hiệu cách đây 20 năm đã tìm ra hướng đi đúng đắn. Với hành trình phát triển những tiềm năng từ dược liệu Việt Nam, mang sức khỏe và niềm vui đến với hàng triệu người Việt, mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đó là Nam Dược. Với câu chuyện được bắt đầu cách đây đúng 20 năm về trước. Ngày 4 tháng 3 năm 2004, công ty cổ phần Nam Dược chính thức được thành lập với sứ mệnh bảo tồn và phát huy tinh hoa y học cổ truyền, tiềm năng dược liệu Việt Nam từ những cây thuốc nam trên quê hương mình, với công nghệ hiện đại làm ra những sản phẩm hiệu quả, an toàn, tiện dụng đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trải qua 20 năm, Nam Dược đã đạt được những dấu mốc với những thành tựu ấn tượng và đáng tự hào. Năm 2008, nhà máy sản xuất Nam Dược nhận chứng nhận tích hợp tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến IMS, gồm tiêu chuẩn GMP WHO, ISO 9001-2000, ISO 14000-2004, HACCP và SE8000. Từ việc chú trọng đầu tư công nghệ vào các tiêu chuẩn chất lượng cao trong sản xuất, năm 2011 và 2014, Nam Dược được vinh danh trong hạng mục giải vàng chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Cũng trong năm 2014, Nam Dược nhận huân chương lao động hạng 3. Kiên định với định hướng phát triển dược liệu sạch chuẩn hóa, đến năm 2018, Nam Dược đã có 5 vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP WHO. Năm 2022, Nam Dược tự hào nhận giải thưởng thương hiệu quốc gia cho 2 sản phẩm Siro Ho Cảm Ích Nhi và Sủi Thanh Nhiệt Leaf Cool. Năm 2022 và 2023, Nam Dược được vinh danh trong top 5 công ty đông dược uy tín, top 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Từ những dấu mốc đáng tự hào trên hành trình 20 năm, người Nam Dược đã viết nên những câu chuyện đầy cảm xúc, cùng nhau kiến tạo những niềm hạnh phúc. Hạnh phúc tạo ra môi trường phát triển cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Ở đó, họ luôn tìm thấy niềm vui và sự gắn kết trong công việc, để công ty trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi người Nam Dược. Hạnh phúc mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho gia đình Việt. Hạnh phúc đồng hành, hợp tác cùng quý khách hàng, đối tác trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, cùng phát triển bền vững, hướng tới các giá trị cho cộng đồng. Đối với người Nam Dược, hạnh phúc còn là được tạo ra và chia sẻ những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Phát triển những vùng trồng dược liệu sạch, chuẩn hóa, tạo việc làm và thu nhập cho người nông dân. Xây những điểm trường, nâng cánh những ước mơ cho những em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Chương trình học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi các trường y dược trên toàn quốc. Hạnh phúc lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng lòng kiến tạo, từ đó chung tay phụng sự Việt Nam, cùng đất nước tự hào rạng rỡ muôn đời. Cảm ơn quý đối tác, khách hàng, cán bộ nhân viên đã đồng hành cùng chúng tôi bằng sự tin tưởng và tình yêu, để cùng viết nên hành trình 20 năm Nam Dược, tự hào thuốc Nam, kiến tạo hạnh phúc.